Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Nam là địa bàn chiến lược, có những lợi thế về nguồn nguyên liệu nông thủy sản, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Thời gian gần đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hội nghị chắp nối cung cầu, tạo nguồn hàng cho tiêu dùng và sản xuất. Các hội nghị này đã là cầu nối hữu hiệu giữa người nông dân, nhà sản xuất, các doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng. Năm 2015 đã có 482 hợp đồng kết nối tiêu thụ hàng hóa được ký kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 30 tỉnh thành trong cả nước. Nếu so sánh với năm 2012, mới chỉ có 15 địa phương tham gia với 43 hợp đồng được ký kết, thì đây là sự tăng trưởng thật sự khả quan trong chương trình kết nối cung cầu và chương trình hợp tác thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ. Sau 4 năm thực hiện, chương trình kết nối thương mại đã có gần 1.440 hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm được ký kết giữa các địa phương với tổng trị giá trên 20.000 tỷ đồng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ hàng hóa các tỉnh thành trị giá trên 13.500 tỷ đồng và cung ứng hàng hóa cho các tỉnh thành trên 6.500 tỷ đồng. Có thể nói là đây là một cái chương trình mang lại cái hiệu quả hết sức là thiết thực và đã giúp cho cái việc tạo ra cái nguồn hàng ổn định và giúp cho cái người tiêu dùng và các cái đối tượng có liên quan có thể tiếp cận với các cái mặt hàng có chất lượng và với cái giá cả hợp lý. Là cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã đánh giá rất cao với cái sáng kiến cũng như là các cái sự phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các cái tỉnh thành lân cận và hiện nay thì cũng đã được mở rộng với các cái địa phương ở trên toàn quốc. Nét mới trong kết nối cung cầu của năm 2015 là hàng hóa đã đa dạng hơn và chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao hơn. Vì sản lượng hàng hóa tự cung ứng của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ vào khoảng 20-30%, 70-80% sản lượng còn lại là từ các tỉnh thành khác. Cho nên, thành công lớn nhất của công tác kết nối cung cầu là tạo ra sản phẩm, tạo ra nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân thành phố. Và từ sự gắn kết với doanh nghiệp, nhà sản xuất Thành phố Hồ Chí Minh thì chất lượng hàng hóa, bao bì, mẫu mã sản phẩm của doanh nghiệp, nhà sản xuất các tỉnh thành cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, hàng hóa ngoài việc tiêu thụ trong nước cũng đã xuất khẩu sang các nước khác như là Singapore, Hàn Quốc. Có thể nói chương trình kết nối cung cầu hàng hóa không chỉ làm tăng số lượng và giá trị sản phẩm mà còn góp phần xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn và đảm bảo tính bình ổn giá trong sinh hoạt đời sống xã hội. Dưới đây là ý kiến của các nhà quản lý tham gia chương trình kết nối cung cầu hàng hóa và chương trình hợp tác thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong cả nước. Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa không những là mang lại những cái kết quả rất là tích cực của tỉnh Đồng Tháp mà cả các tỉnh miền Tây và cả các Đông Tây Nam Bộ. Trước đây cái sản phẩm nông sản của người dân sản xuất ra tiêu thụ còn bấp bênh, nhưng mà thực hiện cái chương trình kết nối này thì cái việc mà do việc kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối và xuất khẩu của thành phố với các cái cơ sở sản xuất của Đồng Tháp thì từ đó cái nguồn hàng được tiêu thụ rất là ổn định và giá cả cũng đảm bảo lợi nhuận cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất của các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các năm qua thì An Giang cũng đã đầu tư nhiều cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và các cái chương trình để giúp cho sản phẩm An Giang đạt cái chất lượng. Do đó thì để mà cái lợi thế này có điều kiện là xâm nhập mạnh mẽ vào cái hệ thống phân phối thì chúng tôi cũng đã liên kết rất là mạnh với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái thị trường mà chúng tôi cho rằng là rất là nhiều lợi thế. Do đó thì các chương trình kết nối cung cầu vừa qua thì được hai địa phương rất là quan tâm. Và cái doanh số của các doanh nghiệp vừa qua xúc tiến để đưa hàng hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nhanh và mạnh hơn.